Xin chào mọi người, khuya hôm nay soạn ra được một cái con laptop Dell Latitude 5290 nha mọi người. Máy rất là đẹp, vỏ đẹp lắm mọi người, không bị trầy xước gì hết. 5290, A570 là cái mã mình đặt cho nó. Và cái con máy này là i5 thế hệ 8 nha mọi người. Rất là bền và giá cực kỳ rẻ thôi mọi người. Từ từ mình sẽ quay cái ngoại hình xong mình báo giá. Quá đẹp. Nó sạc nè, Type-C, HDMI, USB. Bên này có ngõ màn hình nè, mạng LAN rồi USB, tai nghe. Cái máy gọn 12.5 inch nha mọi người, rất là đẹp, nẹp nhôm còn khá là mới nè. Tuy nhiên nhìn nghiêng thì có những cái vết hơi mòn mòn. Cái dòng này thì mình nhìn nghiêng mình thấy vậy thôi mọi người, chứ còn không ảnh hưởng gì hết. Nó y hệt 5580, 5590 vậy đó. 5290 nó cũng vậy, nhìn đẹp. Mà bản này là 12.5 inch, rất là gọn. Ở bên trong thì rất là mới, phím rất là đẹp, êm mềm zin xịn lắm mọi người. Có tặng mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào gõ kiểu quốc tế ok nha. Góc cạnh là đẹp không? Đây là mọi người i5 Gen 8. Phần này không thể nào mà chê được. Trên này màn hình là 12.5 inch nha mọi người. Màn hình này là màn hình HD, không phải Full HD nhưng màu sắc tươi rói luôn và sáng đẹp. Không có lỗi làm gì. Nó là Dell Latitude 5290 nè, i5 thế hệ 8 nha mọi người. Gen 8, 8 CPU nè, RAM 8GB, RAM này vẫn có thể nâng cấp được thành 16GB. Mình thì về sau là mình sẽ bán như vậy mọi người. Có đầy cái bảng là RAM 16GB, còn cái này RAM 8 thì bán RAM 8 ít tiền hơn. Vậy thôi, còn 16GB thì nó hơi cao tiền hơn một chút, vậy thôi mọi người. Nhưng mà được cái là cái bảng này á, là RAM nó như thế này, sau này mình muốn nâng cấp thì mình nâng cấp nó dễ dàng, còn không thì mình sử dụng văn phòng vừa phải nè, có webcam rồi đầy đủ, con cái học hành online, mình làm việc buôn bán online rồi, vậy mình không cần thiết phải RAM 16GB thì cũng là một cái tiết kiệm nếu mà mình thích cái dòng Dell này, tại vì dòng này nó rất là bền. SSD là 256GB nha. Màn là đẹp, không có lỗi làm gì. Sáng ok. Này thì pin nó tầm hơn 2 giờ chút xíu thôi mọi người. Nó tệ về pin. Về pin con này thì nó cũng gọi là cũ rồi. Đó, có sao là mình nói vậy, không không hề giấu giếm, không hề che đậy cái điều gì hết. Pin kém thì mình nói pin kém nha. Pin tầm 2 giờ hơn một chút. Đó, như vậy thôi. Và mình báo giá mọi người, máy này A570, con i5 Gen 8, máy đẹp nha. Chỉ có lỗi là pin nó không có được trâu thôi. Máy kèm sạc zin, ở trên ruột á thì đẹp như mới à, zin nguyên bản 100%. Pin có kém thì là kém, chứ còn là ruột là như mới, nên mọi người yên tâm, zin đét hết. A570 giá của nó là 3 triệu 8, ai chốt thì inbox mình. Giá cực kỳ ok cho cái con i5 Gen 8 của Dell. Có đúng một con thôi, 3 triệu 8, ai chốt thì inbox mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn tin qua Zalo cho mình nha.